Xin chào các anh chị, cảm ơn các anh chị đã xem ủng hộ kênh YouTube của Nghi. Thì có một vài anh chị hỏi Nghi là vi bằng là gì, vi bằng cái an toàn không, vi bằng và sổ đỏ thì nên lựa chọn bất động sản nào. Thì Nghi xin chia sẻ với các anh chị, thứ nhất vi bằng là một cái hình thức mua bán giữa người mua và người bán, được một cái tổ chức tên là Thừa Phát Lại đứng ra chứng thực cái giao dịch của hai bên của anh chị. Và cái tổ chức này do một cái đơn vị cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật, được nhà nước ủy quyền, cho nên là khi các anh chị có những cái kiện tụng tranh chấp thì họ sẽ đứng ra hỗ trợ cho các anh chị nhé các anh chị. Và khi mà các anh chị mua một cái bất động sản vi bằng thì thường là gặp rủi ro rất là cao, bởi vì có thể là sổ không ra được, hoặc là sổ tổng, sổ chung, hoặc là sổ bị dính quy hoạch, thì khả năng mà các anh chị phải bị mất tiền hoặc là phải bị mất nhiều thời gian là rất là cao, rất là rủi ro. Theo Nghi á, theo ý kiến riêng của Nghi thì các anh chị nên mua bất động sản mà có sổ đỏ đứng tên của các anh chị, giao dịch là chuyển đổi tên cho các anh chị luôn. Như vậy thì các anh chị sẽ có thể là an tâm nhé các anh chị nhé. Và chúc các anh chị có những cái công cuộc đầu tư được thành công tốt đẹp. Nếu các anh chị thấy video này hữu ích thì vui lòng hãy chia sẻ cho người thân và hãy bấm like và đăng ký để Nghi có thể hỗ trợ giúp đỡ cho các anh chị, đưa cho các anh chị nhiều cái video mới hơn để tìm hiểu về bất động sản. Xin chào, cảm ơn các anh chị.